thì chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi vào năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng những điều đó có phải đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh. Trong chương mục chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, ban biên tập chương trình Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 trong năm Tân Sửu. Trong năm tới đây thì vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 sẽ ra sao? Trong năm, mệnh chủ này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh, sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay là trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm mới 2021? Và để nắm rõ hơn được vận trình của mình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 trong năm 2021. Mệnh chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 thì năm nay được các tinh vây quanh. Tuy nhiên thì để nói là qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bạn có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ ngoài các tinh thì vẫn có hung tinh đeo bám. Ba sao xấu này sẽ cản trở bạn khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Trong năm Tân Sửu, Thái Tuế Sửu Thổ và Tị Hỏa hợp thành quan hệ bán hợp thủy cục, giúp cho tăng tiến tài lộc. Trong năm 2021, con giáp này sẽ có nhân duyên khá vượng, mọi chuyện nhờ thế mà cũng được xử lý nhanh chóng thuận lợi. Đường tài lộc vượng sắc có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Tử vi năm 2021 của tuổi Đinh Tị 1977 dự đoán trí tưởng tượng và sức sáng tạo của bạn cũng sẽ bùng nổ vào năm 2021. Điều này có thể mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn và cũng có nhiều áp lực hơn khi đưa ra những ý tưởng đó vào thực tế. Nhiều trường hợp chúng rơi vào tình trạng lo lắng, vận may về sức khỏe cũng không được tốt lắm. Những người làm việc với thiết bị kim loại sắc nhọn hoặc là những người lái xe đặc biệt nhận thức được những nguy hiểm tiềm ẩn. Sự nghiệp may mắn đang tỏa sáng trên bạn sẽ đạt được địa vị trong thế giới kinh doanh. Bạn có số đào hoa có ở khắp mọi nơi xung quanh, hãy tránh nó. Người độc thân thì có thể gặp được người yêu trong mơ. Đối với người đã kết hôn thì khuyên bạn không nên có tình cảm bên ngoài, phải kiểm soát sự nóng nảy của mình. Nếu không, sẽ có những tin đồn hoặc thậm chí là các vụ kiện. Hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân, bát bảo tâm kinh để hóa giải xung sát của vận thế năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn sức khỏe cho mình. Dự đoán tử vi tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 vào năm Tân Sửu 2021. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ thổ tương hợp khiến cho thổ khí quá vượng, vậy nên gia chủ dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đường hô hấp, nhất là những bệnh liên quan đến mũi. Người Đinh Tị sinh năm 1977 sẽ có nửa đầu năm 2021 vận trình khá tốt, có được nhiều bước phát triển mới trên con đường sự nghiệp, khai phá thêm nhiều lĩnh vực mới mẻ. Gia chủ sẽ phải chủ động đưa ra ý kiến của mình, cố gắng hết sức nâng cao hiệu quả công việc. Nên lưu ý về các mối quan hệ xã giao, tính cách để cân bằng giữ thái độ hòa nhã, khiêm nhường. Đừng để đắc tội với đồng nghiệp, giữ cho các mối quan hệ nơi công sở đều hoàn hảo. Người làm ăn kinh doanh thì nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đừng nóng vội. Bất cứ chuyện gì cũng cần phải suy tính thực tế, đừng mơ mộng mà mất tiền hao của.
Nếu có ý định đầu tư thì nên chú ý quan sát từng biến động trên thị trường. Đừng đầu tư mạo hiểm, cũng đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào trong kế hoạch của mình. Cố gắng hạn chế sai lầm ở mức thấp nhất. Trong năm thì nhân duyên không được tốt, con giáp này không duy trì được các mối quan hệ cũ và gây dựng được thêm các mối quan hệ mới, dễ bị người khác cô lập, ảnh hưởng đến vận trình tổng thể. Mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Pháp khí phong thủy này giúp cho bạn tăng cường nhân duyên, kích vận quý nhân tương trợ. Nam mệnh 45 tuổi gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, cần phải chú ý bệnh về mắt. Nữ mệnh 45 tuổi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, một mặt chú ý khẩu thiệt thị phi, mặt khác cũng cần phải chú ý những tai nạn liên quan đến thủy, hết sức phải tránh những hoạt động trên sông nước. Vào năm 2021 thì bạn sẽ phải trải qua một năm suôn sẻ, tuy nhiên thì nên cẩn thận. Về sự nghiệp, có thể tiếp tục duy trì hiện trạng và có thể tạo bước đột phá lớn. Đối với tài lộc thì bạn sẽ không thể làm cho hai đầu gặp nhau hoặc là kiếm được tiền. Ở khía cạnh tình yêu và mối quan hệ, bạn sẽ tận hưởng sự hòa hợp trong gia đình và rất tốt đối với bạn đời. Về sức khỏe thì cần phải chú ý đến chế độ ăn uống để ngăn ngừa bệnh về đường tiêu hóa. Tử vi năm 2021 cũng dự đoán sẽ có một vận may khá tốt tại nơi làm việc. Vào năm 2021 này, sự bùng nổ của trí tưởng tượng và sự sáng tạo có thể mang đến cho họ những cơ hội không thể tốt hơn. Nhưng cũng có thể phải đối mặt với căng thẳng cao khi mà đưa ra những ý tưởng đó vào thực tế. Về tình cảm thì bạn sẽ trở nên nổi bật trong số những người khác giới. Nếu vẫn còn có sẵn thì đó là thời gian tuyệt vời để tìm thấy một trong cuộc sống tình cảm. Các cô gái tuổi Tỵ thì cần phải giữ một tâm trí trong mối quan hệ yêu đương, nếu không có thể nhiều khả năng sẽ bị tổn thương. Hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân Bát Bảo Tâm Kinh để hóa giải xung sát của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn sức khỏe cho mình. Về sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ 1977 và năm Tân Sửu. Khi mà sự nghiệp phát triển ổn định thì bạn sẽ sống một cuộc sống giải trí tương đối là nhàn nhã, thức khuya để làm việc ngoài giờ sẽ khó phải xảy ra. Công việc hàng ngày có thể dễ dàng và quen thuộc để có thể giải quyết. Đối với mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 trong công chức thì cần phải suy nghĩ về cách nhận được khen thưởng và nắm bắt cơ hội. Dưới ảnh hưởng của những ngôi sao không may mắn, đồng nghiệp của bạn sẽ ghen tị và cần phải giữ một thái độ điềm đạm để ngăn chặn những kẻ đố kỵ. Xem tử vi năm 2021 của mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 về phương diện sự nghiệp thì con giáp này có Tân Kim Lậu Xuất thực thần, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức mình để làm những điều mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Bản mệnh dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing, khả năng thành công lại càng cao hơn. Chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên thì mặt trái của vấn đề là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên, phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện, đốc thúc bản thân, giữ vững tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhờ các tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản khá là nhẹ nhàng thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi con giáp này phải kiên trì. Bạn sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Bản mệnh nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành thủy hay là hành kim sẽ dễ thu lợi hơn. Các dự án về thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, tài chính, hàng kim loại sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo thêm. Ngoài ra thì mệnh chủ cũng đừng quá là chủ quan khi mà thấy mọi chuyện suôn sẻ dễ chịu. Trong năm vẫn có điểm báo xung sát, họa thị phi bùa vây nên chỉ cần sơ suất mắc sai lầm hay là đắc tội với tiểu nhân là cũng có thể gặp chuyện phiền phức, rắc rối. Nghiêm trọng hơn, còn có thể dính dáng đến pháp luật. Hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân, vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải vận thế năm 2021, tăng cường tài lộc may mắn, sức khỏe cho mình. Tài lộc của tuổi Đinh Tỵ 1977 và năm Tân Sửu thì may mắn có thể nói chung chung là tuổi Đinh Tỵ, mặc dù số tiền bạn kiếm được có hạn, chỉ cần chi tiêu một vài vật phẩm đồ dùng, vì bạn có thể vẫn xoay sở để làm hài hòa tài chính. Ngoài việc thì bạn có thể thực hiện một cách quản lý đầu tư tài chính và bất động sản là một lựa chọn tốt nhất.
hãy nhớ rằng thị trường đầy rủi ro và thận trọng khi đầu tư và không đặt tất cả trứng vào trong một giỏ. Những bệnh chủ tuổi Đinh Tỵ 1977, tổng thể năm nay thì rất khá, tài vận có thái tuế tinh hỗ trợ là tài tinh cộng thêm tam đài tinh nhập mệnh, cho nên làm việc gì cũng đều có thái độ tích cực, có rất nhiều cơ hội phát triển. Hãy biết nắm bắt vận thế tốt này để phát triển sự nghiệp thì có thể tạo ra nhiều của cải. Năm nay thì các sao quan phù, ngũ quỷ, phá toái đều có ý nghĩa là phá tài tổn lợi. Gia chủ cần phải đề phòng bệnh tật, tránh phá tài hoặc là bị kẻ khác hãm hại, nếu như cần thiết cũng hết sức tránh cho vay mượn để tránh việc thất tín không trả, cũng không nên đầu tư lung tung. Trong năm nay thì cũng nên làm một số việc quyên góp từ thiện, tích góp thêm phần phúc đức cho bản thân và gia đình. Về mặt thiên tài thì cũng bình thường, không nên đầu tư tiền vào những khoản lớn, tuy nhiên thì có thể dùng linh cảm để đầu tư những khoản nhỏ, mong kiếm được chút ít. Ngoài ra thì hãy sử dụng thêm mặt bát bảo tâm kinh để có thể gặp hung hóa cát. Đặc biệt mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 trong năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý tháng Kỷ Hợi, dương lịch từ ngày 5 tháng 11 cho tới ngày 3 tháng 12, tức là từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 29 tháng 10 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì gia chủ Đinh Tỵ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân, tìm cách quấy phá cũng như là những thị phi không đầu ập đến. Cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 không nên tiến hành công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tình duyên của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 vào năm Tân Sửu, mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ năm nay sẽ rất được yêu thích. Nam giới thì có xu hướng may mắn hơn trong mối quan hệ yêu đương so với nữ giới, kết bạn nhiều hơn là tạo ra sự đột phá. Với bầu không khí gia đình khá tốt, bạn sẽ không có mâu thuẫn nghiêm trọng với bạn đời hoặc con cái. Thay vào đó, bạn và bạn đời của mình sẽ có một trái tim và tâm trí để cùng nhau đối mặt với tất cả các loại vấn đề trong cuộc sống. Điều đáng chú ý là trong năm nay, tốt hơn hết thì bạn nên giữ thái độ tập trung trong tranh chấp lợi ích và xung đột giữa người thân. Nam mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 thông minh, tài giỏi, có phần thực tế, song hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình. Đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Song cần phải nhớ, chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa mà có, chỉ là cơ hội nhân duyên đem lại mà thôi, không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thì không có nhiều biến động trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình không có gì đặc biệt. Người có đôi thì vẫn giữ được mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân thì chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Thời điểm năm 2021 thì nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình. Đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ đợi tình yêu, bạn cần phải chủ động tích cực hơn, bởi cuộc sống không chờ đợi, thanh xuân trôi qua trong chớp mắt, không thay đổi thì khó có thể tạo được bước đột phá trong chuyện tình cảm của mình. Mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý thần, Tỵ, Dậu, Sửu để kích hoạt đường tình duyên cho mình, giúp cho chuyện tình cảm được thuận lợi, tình cảm tiến tới khăng khít hơn nữa. Sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 và năm Tân Sửu thì có thể là kém. Trong năm nay, bạn sẽ có chức năng tiêu hóa kém hoặc là thèm ăn do công việc quá bận rộn, do đó đòi hỏi phải duy trì và điều tiết đúng cách. Tốt hơn hết thì bạn nên giữ chế độ ăn nhẹ, tránh xa thực phẩm nhiều dầu mỡ. Nếu thường xuyên lái xe thì bạn nên treo một chiếc đèn treo gương chiếu hậu đôi màu vàng. Vận trình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ năm 1977 vào năm 2021 khá là tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh được những thương tích nhỏ, không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên thì mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay là nhiều nước như ao hồ, sông suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau.
bản mệnh cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng, kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ, nếu quá sắc bén thì nên tìm cách để khắc phục. Nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay là hoạt động ngoài trời để giảm khả năng thương tích cho mình. Nên lưu tâm hơn đến việc vấn đề tiêu hóa, dễ mắc bệnh dạ dày, đại tràng. Phong thủy may mắn khuyên bạn hạn chế đến những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh. Hạn chế uống rượu bia, nếu không dễ phải mất tỉnh táo mà phạm sai lầm, gây ra tai họa và tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Ngoài ra thì mệnh chủ có thể sẽ bị cảm cúm mệt mỏi do thời tiết nên năng tập luyện thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ khoa học để tăng sức đề kháng cho mình. Để tăng cường mặt sức khỏe cho mình, quý anh chị hãy sử dụng và mang theo bên mình trang sức hộ thân, vòng tam hợp tỵ, dậu, sửu. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Đinh Tỵ Nam Mạng, sao Mộc Đức chiếu mạng. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, làm ăn phát đạt, thuận lợi, vì thế việc dựng vợ gả chồng cho các con cũng sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt là vào tháng 10 và tháng 12 thì sẽ rất tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên thì nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới thì bị đau máu huyết. Nhưng nữ sẽ bị đau máu huyết, còn nam giới có thể bị đau mắt. Mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 Nam Mạng, năm Tân Sửu, sẽ gặp phải hạn huỳnh tuyền. Hạn huỳnh tuyền sẽ luôn gặp vấn đề về sức khỏe, chủ sự thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh thì kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Đinh Tỵ nữ mạng, sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Sao Thủy Diệu thì giống thao thổ tú, kỵ nhất là vào tháng 4 và tháng 8. Những người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh thường kỵ, và người xưa có câu thổ tú thủy diệu tứ bắt ai, nhưng nếu xét kỹ thì bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì làm ăn được thuận lợi hơn là nữ giới, còn nữ thì chú ý khỏi dính vào thị phi. Nữ mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn toán tận. Hạn toán tận thì trong năm sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến, trong đó có những hai nguy cơ cao nhất đó là cướp bóc. Những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột bất khả kháng, cũng có thể khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém thì vận số có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đinh thuộc hành hỏa và Tỵ cũng vậy, do đó mà năng lượng hỏa kép càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho tuổi Đinh Tỵ 1977, là những người năng động cả về thể chất, tâm trí, lúc nào con giáp này cũng tỏ ra hăng hái hơn người. Rắn lửa thì rất khôn ngoan, thông minh và yêu thích sự sáng tạo, đôi lúc cũng thích khám phá, trải nghiệm những vùng đất mới, những thử thách mới. Những người sinh năm 1977 thì rất dễ giao tiếp, sôi nổi và có phần ồn ào. Họ cũng không ngại ngần khi phải thể hiện quan điểm của bản thân và có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý muốn của mình. Kiên trì, khôn ngoan là những tính cách thường thấy của người tuổi này. Họ nhiệt tình, gợi cảm nhưng lại đa nghi và thường hay ghen tuông. Rắn lửa thường hay thể hiện tình yêu của mình một cách thái quá, áp đặt suy nghĩ của bản thân lên đối phương. Vì vậy mà trở thành người bạn đời của tuổi Đinh Tỵ thì bạn phải là người thận trọng và giàu lòng vị tha. Nam mạng tuổi Đinh Tỵ thì có cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, tuy nhiên thì ở vào số tuổi trung bình thì bạn hưởng một cuộc sống đầy đủ. Số phận phải nhờ đến gia tộc và người thân mới có thể phát triển được sự nghiệp trong cuộc đời. Về phần danh phận thì không lên cao mà vẫn nhẹ nhàng yên ổn, cuộc sống chỉ diễn biến theo mức độ bình thường. Sự nghiệp của bạn được hoàn thành nhanh chóng, tuy không được có số giàu sang phú quý, nhưng cuộc đời được hưởng nhiều sung sướng, vấn đề tiền bạc ở mức độ bình thường. Từ 20 cho đến 25 tuổi. 20 tuổi thì nhiều sóng gió, tình cảm hay bị rắc rối. 21 tuổi kỵ lửa và mùa đông, coi chừng có vẻ phản bội. 22 tuổi kỵ mùa hạ, coi chừng những bạn không tốt. 23 tuổi đau bệnh vào khoảng cuối năm. Và 24 tuổi gặp được một cuộc tình duyên mới mẻ. 25 tuổi đừng nên đi xa trong những năm này, có hại. Từ 26 cho đến 30 tuổi,
26 tuổi việc gia đình có chuyện xích mích, 27 tuổi kỵ mùa xuân, nhất là đầu tháng 2, 28 tuổi giữa năm có hoạch tài, 29 tuổi thế nào cũng phải chịu một tang, 30 tuổi thì con trai sanh trong năm này sẽ rất tốt và sau này sẽ rất khá. Từ 31 cho đến 35 tuổi, năm 31 tuổi sẽ đau một trận suýt chết, vận xui kéo dài từ năm 31 cho đến 34 tuổi. Trong mấy năm này coi chừng bị hao tài hoặc bị lừa gạt. Năm 35 tuổi việc làm ăn bắt đầu được phấn chấn trở lại. Từ 36 cho đến 40 tuổi, năm này công danh tiền bạc cùng lên một lượt như diều gặp gió, làm gì cũng được, tính gì cũng thành. Đây là những năm tốt nhất trong cuộc đời. Từ 41 cho đến 45 tuổi, năm 41 tuổi coi chừng một tai nạn thình lình, 42 tuổi có đau bệnh chốt đỉnh, 43 tuổi kỵ nước vào mùa thu, 44 tuổi thì coi chừng bị lừa gạt, 45 tuổi tiếng sét về tình cảm có thể đến với bạn trong năm này. Từ 45 cho đến 50 tuổi, coi chừng gia đạo có thể bị lộn xộn trong khoảng thời gian này. Đừng vì tiền bạc mà quên nghĩa nhân, hãy nghĩ đến gia đình con cái nhiều hơn. Có con thi đậu và rạng rỡ việc học hành trong năm 45 tuổi. Từ năm 50 cho đến 55 tuổi, năm này có nhiều thành công trong cuộc sống, tài lộc hưởng nhiều phúc đức. Nhưng vào tuổi 53 và 54 không được tốt về đường danh mệnh cũng như là về mạng số của bạn. Từ 55 cho đến 60 tuổi, khoảng thời gian này phát triển công việc làm ăn có nhiều thắng lợi. Tuy nhiên, có phần suy yếu, cần phải giữ gìn sức khỏe, tài lộc có cơ hội phát triển mạnh. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là đối với mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 trong năm 2021 này, quý anh chị và các bạn hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.